công ty trách nhiệm hữu hạn Canaan Bảo Lộc là công ty có 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc, sản xuất các mặt hàng may mặc xuất khẩu. Hiện tại, công ty đang tạo công ăn việc làm cho hơn 1.200 lao động, với mức thu nhập từ 7 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Trong những năm qua, công đoàn và lãnh đạo công ty luôn sâu sát với người lao động, phát động và tổ chức các phong trào thi đua tăng năng suất, chất lượng, quan tâm thực hiện các chính sách phúc lợi, chăm lo cho người lao động luôn được chú trọng đảm bảo và ngày càng nâng cao. Ngày thường, giá trị suất ăn ca hàng ngày của công ty là 20.000 đồng một suất. Tại chương trình bữa cơm công đoàn, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Canaan Bảo Lộc đã chuẩn bị hơn 1.200 suất cơm cho công nhân lao động, mỗi suất trị giá 60.000 đồng với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng. Trong đó, doanh nghiệp hỗ trợ 20.000 đồng, kinh phí công đoàn cơ sở công ty là 25.000 đồng và nhà tài trợ hỗ trợ 15.000 đồng một suất. Nhân cơ hội này, đây sẽ là một chương trình để giúp cho người lao động đoàn viên gắn bó thấu hiểu hơn với ban lãnh đạo và công đoàn cơ sở, giúp cho tạo thêm bầu không khí vui vẻ và gắn bó hơn để trong quá trình sản xuất sẽ tạo ra những cái thuận lợi và gắn bó giữa ban lãnh đạo và người lao động ạ. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng và Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc cũng đã trao tặng 20 xuất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Canan Bảo Lộc. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024, nhằm cảm ơn đoàn viên, người lao động đã có những đóng góp quan trọng cùng xây dựng công ty và tổ chức công đoàn ngày càng phát triển khẳng định trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo và chăm lo tốt hơn cho các đoàn viên người lao động của công ty ngay từ những bữa ăn nhu cầu cụ thể từ ngày